Knock knock, xin chào tất cả mọi người, Eric đây. Chào mừng tất cả mọi người đến với tập vlog đầu tiên của tôi. E trong từ Eric và vlog trong từ vlog, và Eric đã gộp nó lại để trở thành một vlog. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề, đó chính là Instagram control my life. Eric rất muốn là trong một cái ngày làm việc của mình, nhưng mà quyền quyết định sẽ thuộc về tất cả các bạn. Bắt đầu. Đầu cho một cái tập vlog, tôi sẽ phải ăn, phải cho Eric ăn nha. Một là order ăn về nhà và hai là tự nấu ăn. Thì 71% khán giả đã chọn là tự nấu ăn. À, Eric sẽ làm cho mọi người món egg benedict. Chiều ngày vừa lên mình cùng dành thôi, cùng ăn sáng đi nào. Cầu kỳ gì đâu, chỉ cần vài phút là đã xong. Chỉ cần cùng nhau chào một ngày mới, vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế thôi. Con phải đánh lâu lắm rồi đó. Và điều đặc biệt của cái món egg benedict này đó chính là mọi người sẽ không phải là làm trứng ốp la hay là mọi người làm trứng luộc, mà chúng ta sẽ làm trứng trần. Thực ra là để mà làm nó thành một cái miếng tròn mà đặt được lên đây mà thật là đẹp ấy, thì nó sẽ phải cần một số những cái tips nho nhỏ. Thì Eric sẽ chỉ cho mọi người cái cách để mà có thể làm được một quả trứng trần thật tròn và đẹp và đặt lên đây ăn ngon miệng nha. Có một cái bí kíp mà gần như là nó sẽ được khoảng tầm 90-100% và sẽ thành công. Đấy chính là mọi người sẽ cần một thìa giấm lên men. Một thìa thôi. Rồi, xong mọi người quấy lên. Sẵn sàng chưa? Ê, nhưng mà xoáy vừa thôi, không phải nước nó còn tung tóe ra nhá. Xong. Thả vào thôi mọi người ơi. À, thôi, thôi. Lại. Mọi người nhớ phải nhanh tay nha, tại vì là cái vòng xoáy nó sẽ biến mất trong tích tắc. Đây, rồi. 1, 2, 3. Đấy. Sao nó không cuộn vào thôi nhỉ? Không sao, thua keo này ta bày keo khác nhá. Rồi, Eric sẽ phục thù lại nha, cái quả lúc nãy hơi fail. Đổ vào thôi. Chiu. Ấy. Chẳng thế. Cho anh chuẩn bị thay quần áo mới, rồi đưa em đi ăn đã đời. Ăn phở gà cho nó bùng nha. Thôi em lại chẳng thích gà. Hay là mình đi ăn bún cá. Nhưng mà đi hơi xa. Đen. Thật ra là nó chưa được đúng như ý mẹ Rick muốn, nhưng mà nó cũng khoảng 60% rồi. Không biết là nó có chảy không đây. Giờ sẽ thử chảy này mọi người ơi. Only you. Không biết là mình cũng đói hay sao, nhưng mà thực sự là ngon nha. Đây chính là hai bộ đồ mà mọi người đã chọn. Một cái là style trẻ trung, còn một cái là style lịch lãm. Thì mọi người đã chọn trẻ trung rồi, nên là Eric sẽ cất cái lịch lãm này sang một bên. Rồi, 1, 2. Ta-da! Đây chính là bộ đồ mà mọi người đã chọn cho Eric đây. Với 67% khán giả chọn tập nhảy, và cuối cùng thì tập nhảy đã chiến thắng tập đan. Và Eric sẽ đi tập nhảy là cái lịch trình đầu tiên trong ngày hôm nay. Rồi, bây giờ tôi đã thay một bộ đồ mới để chuẩn bị cho buổi tập nhảy ngày hôm nay, bởi vì là vừa mới test xong ý, xong rồi hôm nay là buổi đầu tiên đi tập, cho nên là cũng không biết là có tập, ý là có tập được sung sức như là cái hồi mà trước Tết không, bởi vì Tết ăn nhiều quá. Tết ăn nhiều quá. Giờ người tôi nặng nề hết cả rồi. Trong chính trái tim biết nghe lời.
Thì thực ra là bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi, nhưng mà Eric sẽ có một món quà đặc biệt bất ngờ dành cho mọi người. Bất ngờ đó là gì thì bây giờ chúng ta sẽ biết. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến hành trình tiếp theo, đó chính là salon làm tóc. Chọn nhuộm tóc hay uốn tóc thì có đến 67% khán giả chọn là uốn tóc. Mọi người hãy theo chân Eric nha. Máy đâu như thế này. Tiếp theo sẽ đến một cái hành trình học tiếp của Eric trong ngày hôm nay. Thì Eric đưa cho mọi người hai lựa chọn ở trên Instagram và số vote phải gọi là khủng hẳn nghiêng về việc tập hát. Bởi vì là trong thời gian qua thì Eric cũng đã có rất là nhiều những cái gây tranh cãi về cái việc giọng hát của mình và cũng như là cái cách xử lý bài hát của mình. Cho nên là hôm nay thì Eric sẽ cùng với mọi người đến với lớp hát. Thực sự là mỗi lần mà đến học với cô Ngọc lúc học thì rất là căng thẳng, bởi vì là Eric có rất là nhiều những cái lỗi mà bản thân Eric cần thời gian để sửa. Đây là một phần là bởi vì Eric bị xoang và cũng như là bị lệch vách ngăn, cho nên là nó có rất là nhiều những cái yếu tố để cho cái giọng của Eric nó bị mũi nhiều. Nhưng mà đúng là so với thời gian trước đây thì giọng của Eric hiện tại nó đang bị mũi rất là nhiều ngay từ trong giọng nói, cô có thấy đấy mà, đúng không? Thực ra Eric gần 3 năm nay là chỉ có tự luyện tập thôi, chứ không có thầy cô giáo nào cả. Bạn và kể cả cô nữa cũng đã đọc rất là nhiều, gần như tất cả những cái comment của các bạn để lại trong các cái clip hát live của Eric. Và cô thấy cái điều này nó vừa tốt, rất là tốt cho Eric luôn á. Eric được quan tâm thì Eric mới nhận được những cái sự kỳ vọng như vậy. Và nó là một cái động lực, một động lực để cho mỗi một nghệ sĩ có thể nhìn lại bản thân mình là mình còn thiếu sót chỗ nào, mình chưa hay cái gì. Vì ở đây thì mình vừa làm sao để phát huy được cái bản thân mình, cái riêng của mình, nhưng mà mình sẽ sửa những cái lỗi nào hạn chế cái phần phát triển của mình đó, thì mình sẽ sửa. Khi mà họ đã thấy rằng là ủa sao 2-3 năm Eric cũng không có tiến bộ, lại có những cái mà khiến người ta nghe bị khó chịu ấy. Sự Eric mới thấy rằng là ồ, thực sự là bản thân mình đang có rất là nhiều những cái hạn chế như vậy, vậy tại sao mình không thay đổi đi? Cái mà mình cần quan tâm nhất bây giờ đó chính là giọng hát của mình phải thật là hay và ra thật là nhiều những sản phẩm hay cho quý vị khán giả. Cô trò của tụi cô rất cảm ơn những cái bạn khán giả khắc khe như thế. Đó thì cái nền âm nhạc nó mới đi lên được, và hãy vẫn tiếp tục khắc khe với học trò cô các bạn nhé. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ok, cũng cảm ơn Eric. Ok, học hát xong rồi, vậy là bây giờ Eric sẽ còn một lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay thôi. Và cũng do mọi người quyết định luôn, đó chính là gặp gia đình Mơ, Dâm Bụt. Thì Eric cũng đã chọn đưa ra hai lựa chọn để cho mọi người chọn, đó chính là ăn lẩu hay là ăn sushi. Thì cuối cùng thì ăn lẩu đã chiến thắng nhỉnh hơn một tí với 56%. Ai là người đến trễ nhất của bữa ăn hôm nay thì sẽ phải nghe theo lời của hai người còn lại. Nghĩa là sai gì, làm gì là cũng phải làm. Thế nên là bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến đấy và để xem ai là người đến trễ nhất nha. Ủa là sao? Đúng
bảy giờ thay chị sớm vậy? Ai để chị hôm nay sẽ làm bị hai người kia sai đấy. Đấy, sau thì không có quyền lên tiếng. Anh em tập về cho khách chứ. Ok. Đức bỏ dây buộc tóc đâu? Dây buộc tóc đâu ạ? Túi đựng khẩu trang. Túi đựng khẩu trang đâu? Ba đường điện thoại. Quá nhiều. Rồi, cho tôi ai rồi nước lẩu. Nước lẩu đây, nước lẩu. Cẩn thận. Tôi yêu cầu bạn hát cùng sinh nhật của mọi người ở ngoài kia. Thank you, yeah. Mở cửa ra và hát. Nhanh nhanh mở cửa ra và làm điều đấy, nhanh nhanh. Tôi yêu cầu mà. Nhưng không có xương. Cái loại nước chấm mà màu vàng vàng, chua cay mặn ngọt. Có một cái nước nào mà đủ? Có loại đấy ạ. Có không? Có. Để tôi hỏi lại. Thái phục vụ được, nó cười đẹo ấy. Đúng chuẩn hương vị cho. Thử trước đây gia vị cho tôi. Đây là tình huống để tôi thử thách Eric. Này! Thức ăn đâu? Đây này, thấy trước mặt chị này. Từ nãy giờ tôi order biết bao nhiêu thứ mà tại sao bây giờ mãi 30 phút rồi mà chưa có thức ăn đến đây hả? Đây, chị ăn hoa quả đi. Hãy thử nước chấm giúp tôi. Mặt này là không ngoan muốn ăn. Không, kiểu tại vì nó ngon. Wow. Đổi chiếc đũa khác cho tôi. Thế sao vậy? Tôi không thể ăn hai miệng. Để đây. Cho tôi trứng cút nhưng mà bỏ lòng đỏ. Cuối cùng là chính là bây giờ sẽ để cho chị đi ra ngoài và mình sẽ đặt ba cái thẻ lên. Thẻ gì nhỉ? Thẻ ngân hàng. Nhấn nút like, nhấn nút lắc chuông ở bên này nha mọi người.